Thầy xin chào các em. Hôm nay là thầy sẽ ôn tập cho chúng ta để thi học kỳ 2 bộ môn công nghệ ha, năm học 2022-2023. Thì ở môn học công nghệ của mình á, thì thầy đã dạy chúng ta là tất cả là 4 bài ha. Bài số 8 là mạch điện là hai công tắc, hai cực điều khiển hai đèn. Bài số 9 là mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Bài số 10 là mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, và hai đèn này nó sẽ tắt sáng luân phiên ha các em ha. Rồi bài 11 là lắp đặt mạch điện trong nhà. Như vậy thì chúng ta có tất cả là 4 bài để ôn tập. Thế thì ở bài số 8 thì bài số 9, bài số 10 thì cái phần mà kể tên các dụng cụ dùng thực hành lắp đặt mạch điện thì nó giống nhau nha các em. Thì về dụng cụ dùng lắp đặt mạch điện thì chúng ta chỉ cần liệt kê tên các dụng cụ thôi, không cần phải liệt kê số lượng và yêu cầu kỹ thuật gì cả nha. Nó thầy chỉ yêu cầu đơn giản như vậy. Thì khi mà gặp câu hỏi này thì chúng ta sẽ nêu tên các loại dụng cụ ra. Và dụng cụ của chúng ta thì về kìm thì chúng ta có kìm răng, kìm tuốt, kìm cắt, kìm mỏ nhọn, tua vít, thước đo, bút viết bảng, bút thử điện và phích thử bóng. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là về vật liệu thiết bị thì ở từng bài nó sẽ khác nhau. Ở bài 8 á, thì chúng ta có vật liệu thiết bị là bảng thực hành nè, bảng điện, dây dẫn điện, ống dây, cầu chì, công tắc hai cực, vít cắm điện, bóng đèn, đuôi đèn, băng keo, giấy nhám, ốc vít. Thì cái này chúng ta phải liệt kê ra. Cái thứ hai ở bài 8 mà mình cần phải nhớ nữa đó là cái sơ đồ nguyên lý mạch điện nha. Thì đây là hình của sơ đồ nguyên lý nè các em. Thì nó có hai nhánh, nhánh 1, nhánh 2. Ha, ở mỗi nhánh thì chúng ta đều có cầu chì, công tắc hai cực và đèn. Hai nhánh mắt như thế này người ta gọi là mắt song song nha các em. Thì dây pha em nhớ là dây pha luôn đi qua cầu chì ha, dây pha luôn đi qua cầu chì rồi đến công tắc. Tại sao như vậy? Tại sao dây pha phải đi qua cầu chì? Nhằm đảm bảo an toàn khi mà mình muốn sửa chữa cái mạch điện này, hoặc là khi ta sử dụng mạch điện này nó sẽ đảm bảo an toàn. Vì dây pha các em biết rồi là trong mạch điện, dây pha là dây mang điện, nó có điện mình rờ vào mà đi chân đất là giật. Như vậy khi mà chúng ta lắp dây pha qua cầu chì qua công tắc thì khi ta tắt công tắc hoặc là ngắt cái cầu chì đi thì tại đèn không còn dây pha, và khi mà nó không còn dây pha thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta cái phần này chúng ta phải nhớ cái sơ đồ nguyên lý của nó nha. Rồi về hoạt động mạch thì chúng ta có cái bảng hoạt động mạch như sau. Các trường hợp chúng ta có 4 trường hợp. Là khi trường hợp thứ nhất á, là khi hai cái công tắc 1 và 2 cùng ngắt thì cả hai đèn 1 và đèn 2 nó tắt vì mạch hở. Rồi ở trường hợp 2 là khi công tắc 1 và công tắc 2 cùng đóng thì ở đèn 1 và đèn 2 lúc này nó sáng do mạch kính. Khi ở trường hợp số 3 là khi công tắc 1 đóng mà công tắc 2 ngắt thì đèn 1 sáng do mạch điện ở đèn 1 này chúng ta nhìn là mạch kính. Còn lúc này mạch điện ở đèn 2 là hở cho nên đèn 2 tắt. Và ngược lại ở trường hợp số 4 á, là công tắc 1 đóng, công tắc 2 ngắt á, xin lỗi, công tắc 1 ngắt, công tắc 2 đóng á thì là đèn 1 nó sẽ tắt và đèn 2 nó sáng. Rồi chúng ta qua cái phần vẽ sơ đồ lắp đặt. Vẽ sơ đồ lắp đặt thì chúng ta thấy sơ đồ lắp đặt này thì chúng ta muốn vẽ được cái sơ đồ lắp đặt chúng ta phải nhớ cái sơ đồ nguyên lý. Thầy nhắc lại sơ đồ nguyên lý này, dây pha nối qua cầu chì 1. Rồi sau đó là cầu chì 1 nối từ từ cầu chì 1 làm cái nối rẽ qua cầu chì 2. Rồi cầu chì 1 nối đến công tắc 1, công tắc 1 nối đến đèn 1, đèn 1 nối về dây nguội. Cầu chì 2 nối đến công tắc 2 nối đến đèn 2 và đèn 2 nối rẽ vô dây nguội là xong. Vậy thì ở sơ đồ lắp đặt thì chúng ta nhìn ha. Chúng ta có cái bố trí nè, cái bảng điện nè, hai cầu chì, hai công tắc, bóng đèn. Thì chúng ta vẽ nè, dây pha này vẽ nối qua cầu chì 1 và làm cái nối rẽ qua cầu chì 2. Ha, cầu chì 1 nối đến công tắc 1, cầu chì 2 nối đến công tắc 2. Thì cái công tắc 1 mình vẽ nối qua đèn số 1, đèn 1, công tắc 2 mình vẽ nối qua đèn số 2.
Rồi sau đó dây nguội nối vào đèn 1 và nối vào đèn 2. Như vậy là xong. Rồi ở câu tiếp theo, ở câu số 5 này là chúng ta kể tên các vật liệu thiết bị dùng lắp đặt mạch điện hay công tắc ba cực điều khiển một đèn. Thì cô chúng ta cũng giống như phần trên, chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy là những cái vật liệu thôi. Thì ở bài này thì đầu tiên chúng ta cũng phải nhớ là phải có cái bảng thực hành, rồi có cái bảng điện, dây dẫn điện, ống dây, cầu chì, và lúc này ở là chúng ta dùng là hai công tắc ba cực thì chúng ta phải có cái công tắc ba cực. Rồi phích cắm điện, bóng đèn, đuôi đèn, băng keo, giấy nhám và ốc vít. À, nó chỉ có đổi so với cái kia là chỗ này là yêu cầu công tắc ba cực thì mình có công tắc ba cực thôi nha các. À, cho nên nó cũng dễ nhớ, không có khó ha. Nếu mà chúng ta biết cách học thì cái câu 5 và câu số 2 nó tương tự nha. Nó chỉ khác cái công tắc hai cực và công tắc ba cực nha. Còn cái dụng cụ thì giống nhau hoàn toàn. Rồi bây giờ phần bài số 9 này á thì chúng ta chịu khó nhớ cái sơ đồ nguyên lý này. À, nó cũng dễ nhớ thôi ha các em ha. Sơ đồ nguyên lý của chúng ta gồm có cầu chì nè, hai cái công tắc ba cực, cái bóng đèn nè. Thì thầy nhắc cái cách nối mạch nha. Chúng ta nghe để chúng ta nhớ. Dây pha nối qua cầu chì. Ha, cầu chì nối đến cái cực chung của công tắc số 1. Rồi cực riêng của công tắc số 1, chúng ta có hai cái cực riêng, là mỗi cái cực riêng này của công tắc số 1 này nè sẽ nối đến mỗi cái cực riêng của công tắc số 2 bên kia. Rồi cực chung của công tắc số 2 sẽ nối đến đèn, và đèn nối về dây dây nguội. Như vậy mạch này thì cũng dễ nhớ ha các em ha. Rồi về hoạt động mạch thì chúng ta cũng có bốn trường hợp nha các em. À, và chúng ta chú ý cái bảng hoạt động mạch nè. Đó là ở đây là khác với bên kia là ở bài số 8 là ghi là công tắc 1, công tắc 2 rồi có hai đèn. Còn đây bảng hoạt động này thì chúng ta có vị trí cực chung với cực riêng của công tắc 1, vị trí cực chung cực riêng với công tắc 2 và chúng ta chỉ có một cái đèn. Thì ở trường hợp số 1 á thì nếu mà cực giống cực chung của công tắc số 1 chạm vào cái cực riêng số 1 của nó, và cực chung của công tắc số 2 nó cũng chạm vào cực riêng số 1 luôn, thì lúc này em nhìn là lúc này mạch điện sẽ trở thành mạch kính đèn sáng. Rồi trường hợp số 2 là nếu mà cùng chạm vào 22 thì là đèn cũng sáng luôn vì là mạch kính luôn. Nhưng mà trường hợp số 3 thì chúng ta thấy nếu vị trí cực chung của công tắc số 1 chạm vào cực riêng số 1, còn vị trí cực chung của công tắc số 2 nó chạm vào cực riêng số 2. Thì lúc này theo cái hình trên đây rõ ràng là chúng ta thấy lúc này là mạch hở, cho nên đèn nó tắt. Và tương tự như vậy trường hợp số 4 á. Trường hợp số 4 á thì là cái số 1 công tắc này nó bật xuống nó chạm vào số 2. Thằng này nó bật lên nó chạm vào số 1 thì mạch cũng là mạch hở cho nên đèn tắt. Rồi chúng ta qua cái phần vẽ sơ đồ lắp đặt thì thầy nhắc lại nha, trong quá trình dạy thầy cũng đã nói rồi là vẽ sơ đồ lắp đặt là chúng ta không có học thuộc lòng mà chúng ta chỉ cần nhớ cái cách vẽ của sơ đồ nguyên lý. Rồi từ đó chúng ta mới vẽ nên cái sơ đồ lắp đặt. Thì ở đây là chúng ta thấy có cái bố trí ống nè. Thì trong đề thi thì để cho dễ các em thì thầy sẽ vẽ sẵn cái ống luôn, các em khỏi phải vẽ ống, rồi vẽ bố trí cho em cái bảng điện luôn. Nhiệm vụ các em chỉ vẽ dây thôi, cho nên nó cũng dễ dàng đó ha, không có khó đâu. Chúng ta chỉ chịu khó nhớ một chút xíu là chúng ta sẽ làm được bài thôi. Thì thứ nhất là chúng ta nhớ lại nè, chúng ta có dây pha, chúng ta vẽ cái lấy cái thước vẽ nối từ dây pha vẽ nối đến cầu chì. Rồi từ cầu chì chúng ta vẽ nối đến cái cực chung của công tắc ba cực số 1. Rồi sau đó là chúng ta nhớ lại nè, chúng ta có hai cái cực riêng của công tắc số 1 chúng ta vẽ nối vào hai cái cực riêng của công tắc số 2. Cái cực chung của công tắc số 2 chúng ta vẽ nối vào vào đèn. Rồi sau đó thì từ dây nguội chúng ta lại vẽ cái dây nguội nó nối vào đèn nữa là xong cái mạch sơ đồ nguyên lý. À, xin lỗi, xong cái mạch sơ đồ lắp đặt của chúng ta mà người ta yêu cầu mình vẽ. À,
Nếu chúng ta không biết cái nguyên tắc vẽ chúng ta học thuộc lòng thì nó rất là khó nha các em. Cho nên là thầy nhắc lại một lần nữa là các em phải nhớ cái cách vẽ thôi chứ không có học thuộc lòng. Rồi, bây giờ tới phần câu 8 thì cái câu 8 này là cái câu liên quan đến vật liệu thiết bị của bài số 10. Nha, cái vật liệu thiết bị của bài số 10 thì thật ra vật liệu thiết bị của bài số 10 các em nhìn nó cũng giống hoàn toàn của bài số 9. Và lúc này ở đây người ta dùng công tắc ba cực thì ở đây mình có cái công tắc ba cực. Tuy nhiên em nhớ thêm ở bài số 10, dù rằng trong đề bài trong cái câu này nó không nói về công tắc hai cực, nhưng mà em nhớ là mình phải có thêm cái công tắc hai cực nữa. À, cái này cho nên là thầy nhắc chỗ này, nếu ta quên cái này coi chừng bị mất điểm. À, chúng ta phải nhớ cái chỗ này. Đấy. Tại sao có cái công tắc hai cực thì thầy cũng đã giảng cho chúng ta rồi đó. Nếu mà không có công tắc hai cực thì chúng ta không tắt được đèn. Cho nên bắt buộc phải dùng thêm công tắc hai cực để tắt cả hai đèn cùng lúc nha. Nhớ. Rồi, như vậy thì cái phần câu 8 này thì thầy cũng qua nhanh ha. À, tại vì nó cũng giống như những câu trên. Rồi bây giờ câu 9 nè. Câu 9 là cái sơ đồ nguyên lý của mạch điện, một công tắc ba cực điều khiển hai đèn tắt sáng luân phiên á. À, tại sao ở trong bài của mình thì nói là điều khiển hai đèn thôi chứ không có nói là tắt sáng luân phiên. Nhưng mà ở trong cái câu chính này thầy có ghi rõ là tắt sáng luân phiên luôn. À, tại sao nó tắt sáng luân phiên thì lát thầy sẽ giải thích ở cái phần hoạt động của mạch nha. Còn đây là sơ đồ nguyên lý của nó nè các em. À, chúng ta thấy nè, thầy nói cái cách nói mạch trước ha. À, nhìn cái sơ đồ nè mình nhớ nè, dây pha nối qua cầu chì nha. Rồi cầu chì nói đến cái công tắc hai cực. Công tắc hai cực nó nói đến cái cực chung của công tắc ba cực. Rồi mỗi cực riêng của công tắc ba cực nói sẽ nói đến mỗi cái đèn. Rồi hai đèn sẽ nói về dây nguội. Đó là cách nói mạch. Về hoạt động của mạch thì chúng ta cũng có bốn trường hợp. Trường hợp số 1 là công tắc 1 nó ngắt. Còn cái công tắc 2 dù rằng là trường hợp 1 và 2 luôn nha. Công tắc 1 ngắt thì dù rằng vị trí cực riêng của cực chung của công tắc số 2 đó nó nối vào cái cực riêng 1 hoặc 2 thì mạch đều là hở hết cho nên hai đèn này đều tắt hết. Rồi cái trường hợp số 3 lúc này ta mới đóng cái công tắc 2, số 1 đi. Thì lúc này ta quan sát nếu mà cái cực riêng chung của công tắc số 2 mà chạm vào cực riêng số 1 thì lúc đó đèn 1 sáng và đèn 2 tắt. Ngược lại thì là đèn 1 tắt, đèn 2 sáng. À, như vậy chúng ta có bốn trường hợp như vậy. Và cái này mình cũng dễ nhớ ha, không có khó. Rồi về sơ đồ lắp đặt thì cũng giống như nãy thầy nói. À, với cái bố trí như vậy thì ta vẽ bố trí ra. Rồi bắt đầu chúng ta vẽ dây nè. Thầy chỉ sơ đồ để chúng ta nhớ nè. Dây pha nối qua cầu chì. Cầu chì nói đến cái công tắc hai cực. Đúng không? Hồi nãy thầy nói cái cách nói mạch á. Công tắc hai cực nói đến cái cực chung của công tắc ba cực. Rồi mỗi cái cực riêng của công tắc ba cực nói đến mỗi cái đèn. Rồi sau đó hai đèn nối về dây nguội và ở đây có cái mối nối rẽ chỗ này. Thì ở đây lưu ý nha, các bạn lưu ý nha, nối rẽ là nối rẽ giữa dây nguội vào vào đèn chứ không phải là có một nhiều bạn khi mà vẽ đây các không biết chấm chỗ nào. À, chúng ta phải nhớ chấm ngay cái dây nguội nha. Hả? Rồi, bây giờ qua câu 11 là quy trình chung của cái phần lắp đặt mạch điện. Thì quy trình chung này của bài 8, bài 9, bài 10 thì nó giống nhau hoàn toàn. Cho nên là chúng ta thấy là thầy chỉ cho một câu quy trình chung thôi. Tức là khi mà mình lắp đặt mạch điện thì mình phải làm theo cái quy trình này. À, bước thứ nhất là vạch dấu nè. Vạch dấu cái gì? Vạch dấu cái bảng điện đó các em. Sau đó chúng ta khoan lỗ bảng điện. À, sau đó rồi chúng ta mới lắp các thiết bị điện của bảng điện. Rồi sau đó là nối dây mạch điện và kiểm tra. Đấy là quy trình chung mà mình sẽ làm như vậy. Rồi ở câu 12 này thì giải thích cho chúng ta về cái ký hiệu của cái công tắc ba cực đó. Và cái mặt ở phía dưới là ba cái con ốc để nối vào đó thì chúng ta thấy là hai con ốc bở bìa là hai cái cực riêng, còn cái con ốc ngay giữa là cái cực chung của công tắc nha.
Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 13, thì câu 13 này là liên quan đến bài số 11. Bài số 11 là nêu các vật lót cách điện dùng trong mạng điện lắp kiểu nổi. Thì về các vật lót cách điện thì chúng ta thấy là chúng ta có bảng điện nè, buli sứ nè, ống cách điện nè. Đó. Thì ống cách điện thì chúng ta có hai dạng, dạng chữ nhật và dạng tròn. Nếu mà chúng ta sử dụng ống dạng tròn phải dùng thêm cái phụ kiện là ống nối chữ T, ống nối chữ L, ống nối nối tiếp và kẹp đỡ ống. Rồi cũng trong bài 11 này chúng ta có cái yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp kiểu nổi. Thì về yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp kiểu nổi thì chúng ta nhớ là nó phải có 6 yêu cầu tất cả. Yêu cầu thứ nhất là về đường dây. Yêu cầu thứ hai là tổng tiết diện dây dẫn trong ống. Yêu cầu thứ ba là vị trí cái bảng điện. Yêu cầu thứ tư là đường dây khi mà đi đổi hướng thì nó phải như thế nào. Yêu cầu thứ năm là đường dây mà khác cấp điện áp thì phải có yêu cầu là không được đặt chung một ống. Và đường dây, cái yêu cầu thứ sáu là đường dây xuyên tường. Như vậy nếu mà chúng ta gặp cái trong cái bài thi mà nó có yêu cầu là mình làm cái câu này á, mình phải nhớ là 6 6 ý, mình phải có 6 ý. Nha. Khi mà mình làm mình thấy điểm mà mình chỉ có 4 ý hoặc là 5 ý là mình biết mình đang bị thiếu đấy. Rồi, ở câu của bài 11 này chúng ta có một cái câu hỏi là ưu và khuyết điểm của mạng điện kiểu ngầm so với kiểu nổi. Thì về ưu điểm của mạng điện ngầm so với nổi là có tính mỹ thuật, mạng điện ngầm thì có tính mỹ thuật hơn do nó đặt ở trong tường á, nó chôn trong tường giấu với đường dây đi nên nó đẹp hơn. Rồi do nó chôn ở trong tường như vậy thì nó tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn. Nhưng mà về khuyết điểm là do đi chôn trong tường như vậy thì khi mà có hư hỏng muốn kiểm tra và muốn sửa chữa nó thì rất là khó. Giá thành lắp đặt cao nha. Rồi ở câu 16, câu 17, câu 18 là những câu hỏi thêm. Như vậy chúng ta có thể tìm hỏi thêm, tìm hiểu thêm. Ở câu 19, khi thực hành thì bạn Bình, cái câu 19 này nè, bạn Bình quên đem theo cái công tắc hai cực. Khi lắp thiếu cái công tắc hai cực thì hai đèn có tắt sáng luân phiên hay không? Ha, thì như mặt trên thì cái này hồi nãy thầy có nói rồi đó, nếu mà cái công tắc hai cực này mà mình không có thì hai đèn vẫn tắt sáng luân phiên bình thường. Nhưng mà nếu mà mình không có cái công tắc hai cực này đó thì mình muốn tắt hai đèn cùng lúc thì không có được, cho nên nó không có tiết kiệm điện, bắt buộc phải gắn cái công tắc hai cực vô. Rồi đó là cái phần tự luận nha, câu hỏi tự luận của chúng ta. Thì thi chúng ta có hai phần, phần tự luận và phần trắc nghiệm. Thì phần tự luận là 6 điểm, phần trắc nghiệm là 4 điểm. Ha. Thì thầy mới nói là các câu tự luận, còn phần trắc nghiệm thì thầy cũng có cho chúng ta một số câu ở đây. Thì đã có cái đáp án hết thì các em có thể là tìm hiểu. Thì phần trắc nghiệm là 4 điểm. Mỗi câu như vậy là được 0,25 điểm nếu đúng nha. Thì ở đây các câu trắc nghiệm là những câu đúng á, những cái đúng á là thầy in đậm đó các em. Thì các em có thể xem để tham khảo thêm ha và học ha. Rồi đấy là nội dung ôn tập của thầy ở học kỳ 2 bộ môn công nghệ. Thì các em xem và học cho kỹ phần tự luận, xem cái phần trắc nghiệm, học nhớ những cái đáp án để chúng ta làm bài cho nó tốt ha. Rồi thầy chúc các em thành công. Chào các em.